Chào cả nhà, mọi người vào săn hàng 9K nhá. Chia sẻ cho em với ạ, chia sẻ để săn hàng 19K nhé mọi người nhé. Cho anh xem được hay không? Mọi người có chia sẻ cho em với ạ. Mọi người vào chia sẻ video giúp em với nhá. Mọi người vào chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ để mua hàng 19K nhé. Mọi người vào chia sẻ để săn hàng 19K nhé cả nhà nhé, chia sẻ để săn hàng 19K nhé. Ở đấy mặc đồ khác nhá, tắm chặt rồi cao đi nữa chứ. Pro này là có thằng game luôn biết đúng không nhỉ? Hay nó đá. Xin chào cả nhà nhớ, mọi người ơi vào chia sẻ đi ạ, vào chia sẻ để săn hàng 19K, chia sẻ để săn hàng 19K, chia sẻ để săn hàng 19K nhé cả nhà. Người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ ít nhất 10 lần nhé để mua váy em đang mặc với giá 19K nhé. Mọi người vào chia sẻ đi ạ, mọi người vào chia sẻ đi để săn hàng 19K nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ để mua váy em đang mặc với giá 19K nhá, chỉ 19K thôi nhá. Đây ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên để mua váy em đang mặc với giá 19K nhá. Người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ.
trái thật kẹt lên thật đại ta người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, để mua vải nhà em đang mặc với giá 19k nha. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên nhé, chia sẻ nhiệt tình lên để mua vải em đang mặc với giá 19k nhé cả nhà nhé, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai có trang trợ hội nhóm thì mình chia sẻ đi ạ. Người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Người chia sẻ nhiệt tình lên với em ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, để săn váy em đang mặc với giá 19k nhé cả nhà nhé. Chỉ 19k thôi nhá. Em chào chị Mỹ Định nha. Vâng. Mọi người chia sẻ video giúp em ạ, chia sẻ nhiều nhiều lên đi ạ. Để mua váy em đang mặc với giá 19k nhé cả nhà nhé, chia sẻ nhiệt tình lên nhé. Đây ạ. Mẹ ở quán ngoài đây á, cô không? Quán ngoài nhiệt quá. Ơi chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chuyển đi, chuyển. Phải chuyển thì chết rồi. Người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên để mua váy em đang mặc với giá 19k nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Người chia sẻ nhiều đi ạ, chia sẻ nhiều lên đi ạ. Ai chưa ấn theo dõi link của em thì vào nhấn theo dõi link của em ở chế độ xem trước mọi người nhá, để khỏi bị ẩn comment nhá. Khi mà em phát like cập nhật video mới thì mọi người có thể vào để xem nhé mọi người nhá. Đây mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Người chia sẻ nhiệt tình lên nhé. Người chia sẻ đi ạ. Ai chia sẻ rồi thì chia sẻ nhiều nữa đi ạ. Chia sẻ nữa đi ạ. Người chia sẻ nhiệt tình lên nhá, để mua váy em đang mặc với giá 19k nhá mọi người nhá. Người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em nhìn thấy có được một người chia sẻ. Mọi người chia sẻ lên nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, để mua váy em đang mặc với giá 19k nhé mọi người nhé. Thank you.
chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên đi ạ. Chia sẻ nhiều lên để mua váy em đang mặc với giá 19k nhá. Váy này là hàng xốp nhá, 250. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nhé, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nhé, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ, nhiều nhiều người vào xem đi để em bắt đầu lên mẫu nhá. Mọi người chia sẻ nhiều lên nhá, cuối ý cho em sẽ chọn ra một chị ngẫu nhiên nhá, mua váy em đang mặc với giá 19k nhá các chị nhá, nên các chị cứ comment đi ạ. Các chị cứ chia sẻ đi ạ, các chị cứ chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Chia sẻ rồi thì xong mình quay vào mình comment nhá, là mã váy em đang mặc này, là các chị comment 19k kèm theo số điện thoại nhá. Nên các chị chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai đã chia sẻ thì em sẽ nhìn thấy comment nhá, tại vì là Facebook giờ đang hạn chế tương tác đi, nên mọi người mà không chia sẻ là em không nhìn thấy đâu ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, nhiều nhiều người vào xem để em lên mẫu nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên để mua váy em đang mặc với giá 19k nhé. Váy này là dưới 5-6 cân mặc vừa nhé mọi người nhé, dưới 5-6 cân mặc vừa. Mọi người chia sẻ đi ạ. Đấy, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Xong quay vào comment như chị Tín Lan đấy mọi người nhá. Nên mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để mua hàng với giá 19k nhá. Chị Tím Nan ơi, cái này là free size nhá chị nhá. Free size dưới 5-6 cân mặc vừa nhá chị nhá. Free size dưới 5-6 cân mặc vừa nhá. Váy này hiện tại khi mà không chơi mini game nhá, khi mà mọi người chia sẻ là em bán với giá 79k mọi người nhá. Hàng này là hàng 250 nhá, em sell 79k nhá mọi người nhá. Sell 79k nhá. Hàng này là hàng 250 nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Thank you.
người chia sẻ nhiệt tình lên nhé, chia sẻ nhiệt tình lên để xăm hàng với chúng ta nhé cả nhà nhé, chia sẻ nhiệt tình lên ạ. Người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, để mua váy em đang mặc với giá 19k nhé cả nhà nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi nhá, chia sẻ nhiệt tình lên để săn váy em đang mặc giá 19k nhé mọi người nhá. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đông đông người vào xem để em lên mẫu nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên nhá để săn hàng 19k nhá cả nhà nhá. Ai đang xem like chấm cho em xin một chấm được không ạ? Ai đang xem like chấm cho em xin một chấm đi ạ. Sao ơi? Đâu ạ? Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ mọi người ơi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá, chia sẻ nhiệt tình lên để săn váy em đang mặc với giá 19k nha cả nhà nhá. Mọi người nhớ là phải chia sẻ nhá và bấm theo dõi link nhá thì mới hợp lệ nhá. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên nhá, chia sẻ nhiệt tình lên, khi nào được 20 người em sẽ bắt đầu quay game trúng thưởng nữa chị nhá.
người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Khi nào mà 20 người, đủ 20 người vào xem em sẽ quay nhá. Em sẽ quay trúng thưởng cho một chị may mắn mua váy em đang mặc với giá 19k nha các chị nhá. Nên các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên để mua váy em đang mặc với giá 19k nhá. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai còn đang xem like không chấm cho em xin một chấm đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu đầu tiên nhá. Em sẽ lên một mẫu đầu tiên nha mọi người nhá. Em sẽ lên một mẫu đầu tiên đây. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi để em lên mẫu đầu tiên. Ai lấy mẫu gì thì comment cho em làm mã, cái màu, cái số điện thoại nha mọi người nhá. Áo u xì nhá, đây là thêu hoa nha mọi người nhá, đây là hình thêu nhá, chứ không phải là hình tán nha mọi người nhá, đây là hình thêu, không phải là hình tán nhá đây ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Áo này là dưới 5-6 cân mặc vừa nhá, chất là chất cốt tông 100% nha mọi người nhá, chất cốt tông 100% nhá, đây là hình thêu chứ không phải là hình tán nhé cả nhà nhá. Tông có giãn 100% luôn nhá. Mọi người thường nhìn thấy mắc hôi xì không ạ? Đây ạ. Cho mọi người xem đường chỉ này. Mọi người thấy chưa? Áo này 75k nhá cả nhà nhá. 75k. Ai lấy mã thì comment cho em là mã 1 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Mã 1 có màu vàng. Mọi người ghi cho em là mã 1 kèm số điện thoại nhá để em chốt đơn mọi người nhá. Đâu? Mã 1 nha cả nhà nhá. Mã 1. Mã 1 75k nha cả nhà nhá. Đây là Gucci, này là hình thêu nhá cả nhà nhá, hình thêu nhá. Gucci mã 1 ạ. À. À, lấy cái gì thì comment lại cho em nhá. Đây là mã 1 nhá, Gucci mã 1. Đây là mã 1 nha cả nhà nhá. Mã 1. Gucci mã 1 nha cả nhà nhá. Ai lấy mã 1 thì comment cho em là mã 1 kèm số điện thoại nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. Ai lấy áo Gucci này thì comment cho em là mã 1 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Mã 1 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai đang xem live chấm cho em xin một chấm đi ạ. Ai đang xem live chấm cho em xin một chấm được không ạ? Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên. Em sẽ xe lộn xộn nha. Em sẽ xe lộn xộn nên mọi người để ý cái giá nha mọi người nha. Mọi người để ý cái giá em nói nhá. Áo Gucci này là hãng chất cốt tông 100% nha. Là 75k nha cả nhà nhá. 75k nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây là váy yếm nhá.
Đây là váy yếm nha mọi người nhá. Váy yếm nhá, kèm khăn tu ban nữa mọi người nhá. Váy này em đang sale với giá 45k nhá. Váy này em đang sale với giá 45k nhá. Đây là váy yếm nhá mọi người nhá. Đây ạ, à, mọi người có thể mặc đi chơi hay đi biển đều đẹp nhá mọi người nhá. Kèm theo cả khăn tu ban nhá. Váy này 45k nhá. Mơ trần. Có váy mơ trần ơi, có váy. Váy mọi người ai lấy cái váy yếm này thì comment cho em là mã 2 nhá. Mã 2 45k nhá mọi người nhá. Mã 2 45k kèm cả khăn tu ban nhá. Dưới 56 cân mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Mời có váy em nhá, có váy. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai lấy cái gì thì comment cho em là mã nhá, kèm số điện thoại nhá. Mơ ơi, có thích cái váy như chị đang mặc đây không mơ ơi? Có thích cái váy như chị đang mặc đây không? Váy này dưới 56 cân mặc vừa nhá. Váy này là 79k nhá cả nhà nhá, 79k cho những ai đã chia sẻ nhá. Váy này là 79k cho những ai đã chia sẻ nhá. Ai lấy mã nào thì comment cho em là mã kèm theo số điện thoại nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ, chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với nhá. Em sẽ em tên nên là hàng lộn xộn nhé mọi người nhá. Mọi người nhớ cái giá mà em đọc nhá, mọi người nhá, nhớ giá em đọc để mà chốt nhá mọi người nhá. Ai chốt thì nhớ là comment cho em màu kèm số điện thoại nhá. Váy này chị đang bán 79k ở trên live nhá, cho những ai chia sẻ nhá. Còn những ai không chia sẻ giá của nó là hơn 100 này. 79k nhá mơ ơi 79k em nhá. Hàng này là hàng shop hơn 250 đấy, sale còn 79k nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. 20 người xem em sẽ tặng váy này nhá. Em sẽ bán váy này với giá 19k nhá cả nhà nhá. 20 người xem em sẽ bán váy này với giá 19k nhá. Hay chưa? Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Váy này là mã 3 nhá, mã 3 mọi người nhá, mã 3 lại ở bên dưới là có chạy gen nhá mọi người nhá, bên dưới có chạy gen nhá, đây là mã 3 nhá, mã 3 xẻ hai bên này, xẻ hai bên, bên dưới là chạy gen nhá, dưới 65 cân mặc vừa mã này nhá mọi người nhá, dưới 65 cân mặc vừa mã này nhá, chất này là chất cắt mi sai nhá, mặc rất là co giãn và thoải mái nhá. Áo sơ mi trắng có mơ trần ơi, có áo sơ mi trắng nhá, lát chị Nai nhá, có áo sơ mi trắng. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 3 nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ít người xem quá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi để em lên mẫu mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Khi nào 20 người vào xem em sẽ bán váy em đang mặc với giá 19k nha các chị nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi để mua váy em đang mặc với giá 19k nhé mọi người nhá. Ai lấy mã nào thì comment cho em là mã kèm màu kèm tới số điện thoại nhé mọi người nhá. Mã kèm màu kèm số điện thoại nhé cả nhà nhá. Ai
alasemlai.com xin một chấm được không ạ? alasemlai.com xin một chấm. Ai chưa chia sẻ thì vào chia sẻ đi ạ. Chia sẻ để tương tác, để em nhìn thấy mọi người, nó không bị ẩn comment nha mọi người nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên và nhớ ấn theo dõi link của em nhá. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Ai có trong chỗ hội nhóm gì thì chia sẻ giúp em với ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em lên set váy nhá, em lên một set váy này cũng rất là rẻ nhá. Giá em sale rất là rẻ nhá mọi người nhá. Set váy này là có cả khăn thu ban nhá mọi người nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây là set váy như mọi người nhá. Set váy này gồm một áo này và váy này. Áo đây nhá. Và đây là váy nhá. Áo váy kèm cả khăn phu ban nữa. Với giá 49k nhá. Set này là 49k nhá. Mã số 4, 49k mọi người nhá. 49k. Mã số 4 nhá mọi người nhá. 49k. Một chân váy này. Chân váy có hàng lút rất là yêu luôn nhá. Đây chân váy mọi người nhá. Set này dưới 52 cân mặc vừa nhá, dưới 52 cân mặc vừa này. Set này là gồm áo và váy, khăn turban nữa mọi người nhá. Có cả một cái khăn turban đấy ạ. Khăn là sẽ màu thì sẽ giống với cái váy nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Set này là mã 4 nhá, mã 449k nhá mọi người nhá. Mã 449k gồm một áo và một váy nhá. Áo và váy nhá, 49k nhá. Đây ạ. Áo và váy 49k. Ai lấy thì comment cho em là mã 4 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Mã 4 kèm số điện thoại nhá. Ai lấy thì comment cho em là mã 4 kèm theo số điện thoại nhá mọi người nhá. Mã 4 kèm theo số điện thoại. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mã 449k nha mọi người nhá. Mã 449k. Mọi người comment cho em. Mua hàng thì comment cho em là mã kèm theo số điện thoại nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để mua hàng mình làm 449k nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai đang xem like chấm cho em xin một chấm được không ạ? Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để mua hàng với giá 19k nhá. Khi nào đủ 20 người xem thì em sẽ vào, em sẽ quay để bán váy em đang mặc với giá 19k cho mọi người nhá. Nên là mọi người cứ chia sẻ thật nhiều lên đi ạ. Khi nào đủ 20 người vào xem thì em sẽ quay nhá. Em sẽ quay. Nên mọi người cứ chia sẻ đi ạ. Oh.
cái set này đâu rồi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, để săn hàng 19k nhé cả nhà nhá, chia sẻ nhiệt tình lên để săn hàng 19k nhá. Set váy, set này là mã số 5 nha mọi người nhá, mã số 5 49k nhá. Mã 549K gồm một chân váy này, một chân váy, một khăn tuban và một áo nha mọi người nhá, chỉ có 49K cho 49K nhá. Gồm một áo, áo này là áo cờ đất tốt mọi người nhá, áo cờ đất tốt nhá. Áo. Áo này chân váy, áo kèm chân váy nha mọi người nhá. Áo với chân váy với khăn tuban nhá, giá 49K mọi người nhá, 49K nhá. Người đấy thì comment cho em là mã 5 nhá, kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Mã 5 kèm số điện thoại nhá. Đây em cho mọi người nhìn lại cái mã 5 nhá. Hàng chân váy này, chân váy rất là đẹp mọi người, mặc đi chơi hay đi làm đều được nhá mọi người nhá. Mặc đi chơi hay đi làm đều được nhá. Đây là mã 5 này. Mã 5 nhá. Mã 5 là set váy nhá. Mọi người comment cho em là mã 5 nhá, kèm số điện thoại nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây nhá, set váy này, set váy này là mã 5 nhá mọi người nhá, mã 5 nhá. Gồm một áo này, một chân váy và một khăn tuban nhá mọi người nhá. Mã 5 ạ, mã 5 49k nhá. Ai lấy thì comment cho em là mã 5 nhá, 49k. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi để mua váy em đang mặc với giá 49k, à với giá 19k nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi nhá. Chào chị Biển Đời nhá, chào chị Biển Đời nhá. Chị ơi chia sẻ nhiệt tình lên đi giúp em với nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mã 1, mã 2, mã 3. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, để săn hàng giá 19k nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây là mã 6 nhá. Mã 6. Mã 6 nhá, mã 6 này. Mã 6. Là một chân váy chấm bi nhá mọi người nhá, một chân váy chấm bi này. Chân váy chấm bi. Một áo crop top nhá. Đây là set của nó nhá, cùng 49k nhá mọi người nhá. 49k một set nhá. Ai lấy set nào thì comment cho em nhá, 49k nhá. Đây là mã 6 nhá mọi người nhá. Chị ơi lấy mã nào thì comment cho em là mã kèm theo số điện thoại nha chị nhá. Lấy mã nào thì comment cho em là mã kèm theo số điện thoại nha. Để em biết đường em chốt nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên zoom nhé. Đây là zombie này. Zombie. Đây là zombie này mọi người này. Đây là zombie nhá. Zombie nhá. Đây là zoom này. Zoom này em sale cho mọi người với giá 39k nha mọi người nhá. Zoom này em sale cho mọi người giá 39k nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. 5 người xem mỗi người bấm một nút chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Zoom này em sale cho mọi người giá 39k nhá. Zoom này em còn ít nên là em sale cho mọi người giá 39k nhá.
39k nha mọi người nhé. Dưới 56 cân mọc vừa nhé. 56 cân mọc vừa mọi người nhé. Chất co giãn thoải mái nhé. Ôi, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Zoom là mã 7 nha mọi người nhé. Zoom là mã 7 nhé. Mã 7 39k nhé. Hay mọi người bây giờ muốn xem hàng sốt sale đúng không? Để em lên hàng sốt sale nhá. Em lên hàng sốt nhá. Ai thích xem gì thì chấm cho em. Để em lên cho mọi người xem nào. Ai muốn xem gì ạ? Ai muốn xem gì? Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ giúp em với. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi để mua váy em đang mặc với giá 19k nhé cả nhà nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên để mua váy em đang mặc với giá 19k nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên để mua váy em mặc với giá 19k nhé. Biển đời ơi, váy em đang mặc đang bán với giá 79k nhá. Hàng này là hàng xốp nhá, 250.000 bán với giá 79k nhá. Đây ạ. Váy này là dưới 56 cân mặc vừa nhá. Váy này là dưới 56 cân mặc vừa nhá. Dưới 56 cân mặc vừa. Mọi người mặc. Em bao chất cho mọi người luôn, bao chất bao giá cho mọi người luôn. Váy này dưới 56 cân mặc vừa nhá. Đây, mọi người có thể nhìn rõ được cái đường may của nó không ạ? Với lại chất của nó nhá. Đây nhá mọi người nhá. Đây nhá. Váy 79k nhá mọi người nhá. Váy em đang mặc 79k nhá. Váy em đang mặc 79k. Chị Biển Đời ơi, lấy một cái về mặc đi chị ơi. Hàng số 250 sale còn 79k chị ơi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai có trang trợ hội nhóm gì vào chia sẻ giúp em đi nhá. Váy em đang mặc là 79k nhá. Váy em đang mặc là 79k. Thế nào mọi người chia sẻ đủ 20 người vào xem thì em sẽ bắt đầu quay nhá. Quay để bán cho các chị cái váy này với giá 19k nhá. Còn giá bình thường của nó vẫn là 79k nhá các chị nhá. Em chỉ bán ở trên live này với giá 79k thôi nên mọi người không đi mua đâu được váy rẻ hơn thế này đâu ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên để mua váy em đang mặc với giá 19k nhá. Em sẽ sang một mẫu khác cũng là mẫu váy caro nha mọi người nhá. Mẫu váy caro thì không bao giờ là hết lỗ hết mọi người, hết lỗi mốt hết mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Váy em đang mặc là 79k nhá. Đây nhá, em sẽ sang. Chị Nguyễn Dung ơi, chị lấy mẫu váy nào ạ? Mẫu váy nhà em đang mặc là chị Nguyễn Dung ơi. Chị Nguyễn Dung ơi, chị lấy váy nhà em đang mặc đúng không ạ? Lấy mẫu nhà em đang mặc thì comment cho em là mã 8 nhá. Mã 8 kèm số điện thoại nhá. Nếu ai lấy váy nhà em đang mặc phải thì comment cho em là mã 8 nhá. Mã 8 kèm theo số điện thoại nhá. Ai lấy váy nhà em đang mặc thì comment cho em là mã 8 kèm theo số điện thoại nha mọi người nhá. Mã 8 kèm theo số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Dung ơi, chị lấy cái nào thì comment lại cho em nhá. Váy nhà em đang mặc là mã 8 nhá. Mọi người nhớ chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiều người đi ạ để mua váy em đang mặc với giá 19k nhá. Kia đủ 20 người và xem em sẽ bán váy em đang mặc với giá 19k cho một chị nào may mắn nhá. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chị Nguyễn Dung ơi, chị còn ở đấy không ạ?
Nếu chị còn ở đây thì chị ok cho em là váy em đang mặc nhá. Ok em, váy em đang mặc nhá. Váy em đang mặc là dưới 5-6 cân mặc vừa nha các chị nhá. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đúng mã 8. Ok chị Nguyễn Dung nhá. Ok chị nhá, mã 8. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Em sẽ lên một mẫu váy khác nhá cho mọi người xem nhá. Em sẽ lên một mẫu váy khác nhá. Nên mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ok chị nhá. Ok chị Nguyễn Dung, váy em đang mặc. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai lấy váy nhà em đang mặc thì comment cho em là mã 8 nhá. Mã 8 kèm số điện thoại nhá. 79K nhá mọi người nhá. 79K nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để mua váy em đang mặc với giá 19K khi đủ 20 người và xem like nhá mọi người nhá. Váy em đang mặc là dưới 5-6 cân mặc vừa nhá các chị nhá. Dưới 5-6 cân mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Hàng rất là đẹp mà giá rất là rẻ nhá. Váy này là váy shop bán 250 đấy mọi người ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu váy khác nha các chị nhá. Em sẽ lên một mẫu váy khác đây. Các chị cứ chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em lên một mẫu váy khác này. Cường ơi. Cường ơi. Kéo đóng cửa đi. Tay đồ này vướng nó ấy lắm. Kéo đóng cửa đi chứ này ồn lắm. Thay đồ ạ. Là đóng cửa chứ này ồn lắm. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Em lên một mẫu váy khác nhá mọi người nhá. Hàng rất là rẻ luôn mà đẹp mọi người nhá. Toàn là hàng shop nhá. Hàng shop 250, 250, 300 nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em lên một mẫu khác cho mọi người xem nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi để em lên mẫu cho mọi người xem. Chị Nguyễn Dung ơi, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Cường hôm nay là thứ mấy? Ngày thứ ba, thứ tư? Chị ơi, mai em gửi hàng cho chị nhá. Chị Nguyễn Dung ơi, mai em gửi hàng cho chị nhá. Đây nhá, mẫu váy nhà em đang mặc lại là váy caro. Váy này các chị mặc trễ vai nhá. Có thêm cái dây đai này không sợ bị chủ đoạn đây ạ. Dưới 5-6 cân mặc vừa nhá các chị nhá. Đây ạ, dưới 5-6 cân mặc vừa nhá. Ai lấy váy nhà em đang mặc đây thì comment cho em là mã 9 nhá. Mã 9. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Mọi người nhìn thấy không ạ? Mã 9 nhá mọi người nhá. Em cho mọi người xem chất luôn ạ. Hàng chất rất là đẹp nhá mọi người nhá. Mã 9 nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để mua váy 19K nhá mọi người nhá. Mã váy nhà em đang mặc này, ai lấy thì comment cho em là mã 9 nhá. Mã 9 kèm theo số điện thoại nhá.
Váy này là dưới 5-6 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. Dưới 5-6 cân mặc vừa nhá. Ai lấy thì comment cho em là mã 9 nhá. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 9 nhá. Chị Nguyễn Dung ơi, em ở Hà Nội chị nhá. Em ở Hà Nội nhá chị ơi. Em ở Hà Nội nhá. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 9 nhá. Mã 9 kèm theo số điện thoại nha các chị nhá. Váy này là dưới 56 cân mặc vừa nhá. Váy này là dưới 56 cân mặc vừa nhá. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Các chị chia sẻ càng nhiều thì tương tác với em thì em nhìn rõ các chị. Khi mà chị comment thì nó sẽ không bị ẩn nhá. Nên các chị chia sẻ nhiều lên đi ạ. Các chị chia sẻ thật nhiều lên đi ạ. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 9 nhá. Hoặc các chị có thể chụp màn hình inbox lại cho em cũng được nhá. Đây là mã 9 nhá, dưới 56 cân mặc vừa nhá các chị nhá. Dưới 56 cân mặc vừa nhá. Thế này dưới 56 cân mặc vừa nhá các chị nhá. Dưới 56 cân mặc vừa. Ai lấy mã này thì comment cho em nhá, là mã 9 nhá. Em sang một mẫu váy khác nhá các chị nhá. Em sang một mẫu khác nhá. Chị Nguyễn Dung ơi, xếp vào trong buôn ma thuật thì làm khoảng tầm 27.000 nhá, 27 đến 30.000 nhá. Phí ship thì là bưu điện thu nhá, chứ em không thu phí ship nhá chị ơi. Ship thì tầm 27 đến 30.000 thôi ạ, tại vì là váy thì nó nhẹ ấy, nên là nó không mất nhiều ship đâu chị ơi. Ai lấy mã váy này thì comment cho em là mã 9 nhá. Mã 9 kèm theo số điện thoại nhá mọi người nhá. Mọi người có thể chụp màn hình và inbox lại cho em được nhá. Đây là mã 9 nhá mọi người nhá. Mã 9 nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Vâng, cái ship thì chị cứ yên tâm nhá. Tại vì là váy thì nó rất là nhẹ, nên là chỉ khoảng tầm 27 đến 30.000 thôi chị nhá. Cái ship thì bill điện thu nhá. Chắc chắn là một cái thì không bao giờ có giá là 40.000, 35-40.000 đâu. Nên là chị cứ yên tâm về ship nhá chị nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sang một mẫu khác nhá. Ai thích, ai lấy cái váy này thì comment cho em là mã 9 nhá. Mã 9 kèm theo số điện thoại nha mọi người nhá. Mã 9 kèm theo số điện thoại nhá. Em sẽ sang mã khác nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi để em lên mẫu nha mọi người nhá. Hàng shop bán 250-300 nha. Em chỉ sale cho mọi người với giá 79k thôi nha mọi người nhá. Nên mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để mua váy em đang mặc. Váy này thì các chị có thể thắt ở đường sau cũng được nhá. Cái này nó có kèm theo đai này, nếu các chị thắt ở đường sau ấy thì nhìn nó eo nhá. Thắt mỗi kiểu thắt thì nó có một cái đẹp của nó nhá chị nhá.
chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Hàng kẻ caro thì không bao giờ là nỗi mốt nhá các chị nhá, không nỗi mốt mà cũng không kén tuổi nhá, ai cũng thể mặc được nhá các chị nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi thì em mới nhìn thấy mọi người comment nhá, không có là sẽ bị ật comment, em không nhìn thấy đâu ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên nhá mọi người nhá. Đây ạ, một váy caro nhá, đây cũng là váy caro nhá. Cái tay của nó là nó có điểm nhấn này, nó có thêm cái xòe này mọi người này. Nhìn rất là đẹp nhá, mặc lên rất là đẹp, mọi người có thể mặc đi chơi hay đi làm đều được nhá mọi người nhá. Ôi, đã pin yếu rồi. Giặc xá iPhone đâu? Đây. Nhưng mà không có dây để cắm. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Váy caro như em đang mặc nhá, có thêm có đai này mọi người này, có đai nhá. Đây ạ, mọi người có thể nhìn rõ dáng của nó chưa? Đây ạ, mọi người nhìn rõ dáng của nó chưa? Mọi người nhìn rõ chưa? Có đẹp không ạ? Váy này mà chị nào mà hơi có bụng một tí thì mặc cũng vẫn đẹp, tại vì các chị có thể buộc đai lên đường trước, buộc nhấn cái đai lên đường trước này thì nó sẽ không lộ nha các chị nhá. Còn ai thích không thích kiểu bánh bèo ấy thì mình có thể buộc qua đằng sau nhá. Váy caro này là dưới 56 cân mặc vừa nhá các chị nhá, dưới 56 cân mặc vừa nhá. Ai cao thì có thể là 57 cân vẫn mặc được nhá, ai cao lên thì có thể 57 cân vẫn mặc được nhá. Chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ít người xem quá, em thử váy nóng quá mọi người ạ. Em lên mẫu mà không có người xem em buồn lắm. Đây, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, mời bạn bè mọi người vào xem đi ạ. Ai có trang trợ thì chia sẻ vào giúp em nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Là em đang bị ẩn comment của mọi người rồi sao ấy, tại em không nhìn thấy ai nữa mọi người ạ, em không nhìn thấy ai nữa. Cảm ơn em nhá, cảm ơn út mát nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Và em đang mặc nhá, 79k mọi người nhá. Hàng này là hàng shop nhá, hàng shop 250-300 nhá. Nếu mọi người đi mua ở đâu được với cái giá hơn một cái giá dưới 200 thì mọi người mang lại em mua mọi người nhá. Đây là hàng shop nhá, 250-300 mọi người nhá. Em chỉ bán 79k thôi nhá, 79k nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em ship code toàn quốc nha các chị nhá, nhận hàng thanh toán tại nhà nhá. Phí ship thì là do bưu điện thu nhá. Còn em các chị chỉ đưa đúng với cái số tiền mà các chị mua váy thôi nhá. Còn tiền ship là bưu điện đưa thì các chị bưu điện sẽ thu nhá, còn em là em không thu cái tiền ship nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Xem một cái thì vẫn có người xem, một cái thì mất, chẳng có ai xem. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Váy này đẹp này mà không ai mua ạ. Lắm quá. Lòng thương bàng vàng.
ơi, chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nhá, chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với để mua hàng với giá rẻ nhá mọi người nhá. Ai chưa ấn theo dõi link Facebook của em thì mọi người ấn theo dõi đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với nhá. Ai đang lấy váy như em đang mặc thì comment cho em là mã 10 nhá. Mã 10 kèm theo số điện thoại nhá mọi người nhá. Mã 10 kèm theo số điện thoại nhá. Mã 10 kèm theo số điện thoại nhá. 79k dưới 56 cân mặc vừa nhá các chị nhá. Hàng này em đảm bảo là các chị đặt không bay nhá, không bay, không bay màu, không bay nhão nha các chị nhá. Ai đang xem chấm cho em xin một chấm được không ạ? Thì em ẩn hết mọi người và em không nhìn thấy ai đâu mọi người ạ. Ai đang xem chấm cho em xin một chấm được không ạ? Hàng ở chỗ này một mẫu toàn lấy một loại toàn được 3 mẫu luôn. Dễ bán. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chào Ngoãn nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em vẫn chơi mini game nha mọi người nhá. Khi nào mà 20 người em vẫn chơi mini game nhá, vẫn mua váy với giá 19k nhá. Nên là mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ vào 10 bạn bè vào xem đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây nhá, váy em đang mặc này, dưới 56 cân mặc vừa nhá. Dưới 56 cân mặc vừa nhá các chị nhá. Mặc rất là bánh bèo đúng không ạ? Các chị đi làm hay đi chơi đều được nhá. Dưới 56 cân mặc vừa nhá. Váy này em đang bán với giá 79k nhá các chị nhá. 79k. Váy này em đang bán với giá 79k nhá. Mọi người có thể mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp nha mọi người nhá. Em bao chất cho mọi người luôn, không đâu có cái giá rẻ như này nha mọi người nhá. Không đâu có cái giá rẻ như này luôn. Không đâu bán cái váy này với giá rẻ như em bán nha mọi người nhá. Nên là mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mạng lại có vấn đề rồi, sao bị quay tít rồi. Không hiểu kiểu gì. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Váy em đang mặc nhá, dưới 56 cân mặc vừa nhá. Dưới 56 cân mặc vừa. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Nhìn mạng đang có vấn đề rồi, quay lắc các kiểu. Ai lấy váy như em đang mặc nhá thì comment cho em là mã 10 kèm theo số điện thoại nhá các chị nhá. Mã 10 kèm theo số điện thoại nhá. Có thể chụp màn hình và inbox lại cho em nhá. Đây là mã 10 nhá. Em sang một mã váy khác nhá. Em sẽ sang một mã váy khác cho các chị nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Ai có trang trợ hội nhóm gì thì chia sẻ giúp em với nhá.
Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai không chia sẻ là em không nhìn thấy đâu mọi người ạ. Nên là mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai lấy một váy em đang mặc thì comment là mã 10 nhá. Mã 10 kèm số điện thoại nha mọi người nhá. Mã 10 kèm theo số điện thoại nhá. Mới bán hàng mà lại có những cái thành phần rất là vớ vẩn vào nói linh tinh. Ai lấy bánh em mà nhiều thì mong là xem là mã 10 kèm theo số điện thoại nhá. Có thể màn hình không? Đây là mã 10 nhá. Em sao mã váy trang. Mọi người vào chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Để mua váy em đang mặc với giá 79k nhá. Mọi người nhá, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Váy em đang mặc 79k nhá mọi người nhá. Dưới 56 cân mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình giúp em với nhá, chia sẻ nhiệt tình giúp em với. Các chị mặc đi chơi hay là đi làm váy này đều đẹp nhá các chị nhá. Hàng kẻ caro thì không bao giờ là lỗi mốt hết, hay là nó cũng không kén tuổi nhá các chị nhá. Nó không kén tuổi đâu nên là các chị có thể mặc thoải mái được nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sang một mẫu khác nha, em sang một mẫu váy khác nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu váy khác nha các chị nhá. Em sẽ lên một mẫu váy khác. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu váy khác nha mọi người nhá. Váy em đang mặc nhá thì comment cho em là mã 10 kèm theo số điện thoại nha mọi người nhá. Mã 10 kèm theo số điện thoại nhá. Đây em sẽ sang một mã váy chấm bi nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu váy khác nha các chị nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây em sẽ lên một vài chứng đi nha mọi người nhá. Siêu xinh luôn. Như là bánh bèo. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây, đây là váy chấm bi tầng nè mọi người này. Váy chấm bi tầng nha. Váy này em đang bán với giá 85k nhá. Váy này em đang bán với giá 85k nhá các chị nhá. Các chị đi mua ở đâu được dưới giá 200k thì
bữa là phải chuẩn bị tầng phải chuẩn bị tầng bữa nay các bạn người ta phạm bóng ta mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Có áo phông em ơi, bạn ơi có áo phông em nhá. Có áo phông. Đây nhá, váy sấm bi nha em đang mặc lại, mọi người có thể mặc đi chơi này, đi biển cũng đẹp nha mọi người nhá. Váy sấm bi tầng nhá. Cái này em đang bán với giá 85k nhá. Đây ạ, người nhìn thấy rõ chưa? Chờ tí nhá, xong chị lên áo phông nhá. Chờ chị tí rồi chị lên áo phông nhá. Ai lấy cái váy chấm đi này thì comment cho em là mã 11 nhá. Mã 11. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 11 nhá mọi người nhá. Mã 11. Váy này bạn nào mà bầu ấy, bầu cũng vân xem được nhá. Và đây bạn nào bầu vân xem được nhá. Đẹp. Tại ở dưới này nó là cái nó nhún như này này, nó xòe, nó tầng ấy. Bầu con chen được nhá. Bầu này mà bầu ở tầng 5-6 tháng vẫn con chen được thoải mái mọi người nhá. Đấy, con chen thoải mái luôn. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 11 nhá. Mã 11. Em sẽ lên một mẫu áo sơ mi nhé. Em lên một mẫu áo sơ mi nhé. Em sẽ lên một mẫu áo sơ mi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đã ít người xem quá thì mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi để em chuyển mẫu nha mọi người nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi để em lên mẫu khác. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu áo phông Gucci nhá. Áo phông Gucci Kenzo nha mọi người nhá. Áo phông Gucci Kenzo. Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu áo phông nhá. Áo phông Gucci nhá. Hàng chất cốt tông 100% luôn nhá mọi người nhá. Chất cốt tông 100% luôn. Đây út bát ơi, áo phông đây em ơi, áo phông. Áo phông Gucci đây em ơi. Mọi người chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây nhá, em sẽ thử cho mọi người nhìn. Đây nhá. Đây là mẫu áo phông Gucci này. Hàng này hàng thêu rất là đẹp nha mọi người nhá. Đây là thêu nhá, hàng thêu nhá. Hàng trần vào rồi nhá, chứ phải là hàng dán nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Áo này là dưới 5-6 cân nhá. Dưới 5-6, 5-7 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. Dưới 5-6, 5-7 cân mặc vừa nhá. Đây em gấp lên cho mọi người nhìn ạ. Ai lấy áo này comment cho em là mã 12 nhá. Mã 12. Áo phông này thì có rất là nhiều màu nhá. Có màu, đây gọi là màu lâu này. Màu đỏ này, màu đen này. Màu lâu, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu hồng. Có vàng đậm và vàng nhạt chứ mọi người nhé. Ai lấy màu gì thì comment cho em nhé. Mã này là mã 12 nhé. Ai lấy áo này thì comment cho em là mã 12.
mấy giờ rồi Phương ơi? Ai lấy một thì comment cho em nha. Mã này là mã 12. Ai lấy áo này thì comment cho em là mã 12 nha mọi người nhá. Mã 12. Áo không Gucci nhá, 100% chất cốt tông nhá. À rất là đẹp luôn. Ai lấy áo này thì comment cho em là mã 12 nha mọi người nhá. Mã 12. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. Ai chưa ấn theo dõi link Facebook thì ấn theo dõi link Facebook Trần Lan Anh nha mọi người nhá. Hoặc là link Trần Trần nhá. Ai chưa ấn theo dõi thì ấn theo dõi link Facebook Trần Trần, link Facebook Trần Lan Anh nhá. Em sẽ like ở trên hai link này nha mọi người nhá. Để mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ít người xem quá em lên mẫu lắm quá. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để săn váy 19k nhá các chị nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Để săn váy. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên giữa em với ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên để em lên mẫu khác cho mọi người nhé. Tại ít người xem quá em sẽ không lên mẫu khác đâu ạ. Ít người xem quá không bán được. Mạng quay tít này. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mạng chán quá. Bên máy này quay tít luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mạng nó đang có vấn đề rồi nên là mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá, chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ.
Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Ai lấy váy như em đang mặc thì comment là mã 12 nhá. Mã 12. Có ai muốn xem gì không ạ? Có ai muốn xem gì không để em lên mọi người ơi. Bây giờ ai muốn xem gì thì để em lên ạ. Xem gì em nghỉ like nha mọi người nhá. Ai xem gì em nghỉ like nha. Tí nữa mạng khỏe khỏe thì em lên nhá mọi người nhá. Bây giờ mạng đang quay lắm. Có ai muốn xem gì không ạ? Ai muốn xem gì không để em lên mọi người ơi. Mọi người muốn xem gì không ạ? Vậy thì làm sao mà chơi mini game được? Mọi người ơi, ai muốn xem gì không? Chào chị Thanh nha, chào chị Thanh. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với nha. Được chia sẻ nhiều. Người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Hello chị nhá, hello chị. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. À, mua váy em đang mặc thì comment cho em là mã 12 nhá. Mã 12. Váy này dưới 56 cân mặc vừa nhá. Ai bầu bí bon cho em được nhá. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 12 nhá. Đó là mạng hơi bị yếu. Ai lấy váy như em đang mặc thì comment là mã 12 nhá. Xem cái gì không ạ? Ai muốn xem mã nào không? Có ai muốn xem mẫu nào không để em lên mọi người ơi. Có ai xem mẫu nào nữa không ạ? À, lấy váy. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 12 nhé. Ai đang
đang xem live ạ? Ai đang xem live chấm cho em xin một chấm đi mọi người ơi. Ai đang xem live chấm cho em xin một chấm. Ai đang xem live chấm cho em xin một chấm. Mọi người vào chia sẻ đi ạ. Đông đông người vào xem để mình mua hàng nha mọi người nhá. Đông đông người vào xem thì để em lên mẫu nhá mọi người nhá. Ai lấy mẫu váy như em đang mặc thì comment là mã 12 nhá. Mã 12. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình giúp em với ạ. Ai lấy váy như em đang mặc thì comment là mã 12 mọi người nhá. Thank you chị nha. Là chị có bán chè nữa không chị Thanh ơi? Là trong đây có bán chè nữa không? Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Trong lúc chờ mọi người chia sẻ thì em sẽ vào chuyện với mọi người một lúc nha, để chờ mọi người chia sẻ nha. Đông người vào xem thì em sẽ lên nhá. Đúng rồi, như là mạng yếu ấy chị ạ. Em thấy tại nó cứ quay tít đi. Mạng yếu quá đúng không? Mạng yếu nỗi mà không thể chia sẻ được. Mọi người vào chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Ai lấy một váy em đang mặc thì comment cho em là mã 12 nha mọi người nhá. Mã 12 nha. Mọi người mặc đi chơi, đi biển đẹp đẹp nha. Mã 12 nha. Mã 12 nha mọi người nhá. Ai lấy một váy này comment cho em là mã 12 nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai lấy mẫu váy em đang mặc thì comment cho em là mã 12 nhá. Mã 12 dưới 56 cân mặc vừa nhá. Ai bầu bí cũng có thể bon chen được nhá. Ai bầu bí mà tầm 4-5 tháng thì bon chen được nhá chị nhá. Bí đây rất là rộng này. Chất này cũng rất là thoải mái nhá. Mặc rất là thoải mái, không hề nóng đâu ạ. Sao màu to cửa ấy. Ai lấy mẫu này comment cho em là mã 12. Mạng yếu quá mọi người ạ. Ai lấy mẫu này thì comment cho em mã 12 nhá. Lấy mã này thì comment cho em là mã 12 nhé mọi người nhá. Em sang một mẫu khác nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ để em lên một mẫu khác nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên, em lên một mẫu khác. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, em lên mẫu khác nhé mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên, em lên mẫu nữa nha, em sẽ lên mẫu nữa nha. Làm mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nha, chia sẻ nhiệt tình lên, em lên mẫu khác nha.
Mọi người chia sẻ đi ạ. Cái này dưới 5-6 cân mặc vừa nha mọi người nhá. Dưới 5-6 cân mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em rồi. Nếu mà mặn kèm quá mọi người không nhìn thấy thì em nghỉ like nhá. Mặn kèm quá mọi người không nhìn thấy thì em nghỉ like nhá. Vậy này dưới 56 cân mặc vừa nhá. Dưới 56 cân mặc vừa các chị nhá. Dạ rất còn rất là rộng nhé, nó co giãn nhé. Cái này dưới 56 cân mặc vừa nhé, dưới 56 cân mặc vừa. Ai lấy váy này con mừng cho em mã 13 nhé, mã 13 dưới 56 cân mặc vừa. Lấy mẫu váy này thì comment cho em là mã 13 nhá, dưới 56 cân mặc vừa nhá. Mã 13. Đây ạ, à, em đứng lên cho mọi người nhìn nhá. Nhìn thấy chưa ạ? Dạ, mã 13 nhá. Dưới 56 cân mặc vừa nhá. Đây là mã 13 mọi người nhá, dưới 56 cân mặc vừa. Đâu rồi? Đó. Nào. Mã này mai về về nhớ tiền cho mẹ mấy lắm quan tâm ạ. Mã này là dưới 56 cân mặc vừa nhưng mà mình nhá. Về gì ạ? Mã này là dưới 56 cân mặc vừa nhá. Ai lấy mã này thì comment cho em nhé. Là mã 13 nhé. Dưới 56 cân một vừa. Dưới 56 cân một vừa. Dưới 56 cân một vừa. Ai lấy mã này thì comment cho em mã 13 này. Dưới 56 cân một vừa. Có 3 màu nhé. Ai lấy mã váy này thì comment cho em ạ. Mã 13 dưới 56 cân một vừa. Có 3 màu là màu đen, màu trắng và màu đỏ nhé mọi người nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây ạ. Mã 13. Mã 13 nhé. Dưới 56 cân mặc vừa nhé mọi người nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em với ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây nhá. Váy này là dưới 56 cân mặc vừa, có 3 màu là màu đỏ, màu đen và màu trắng ạ. Màu đỏ và màu đen, màu trắng. Dưới 56 cân mặc vừa. Em sang mẫu khác nhá. Ai lấy mẫu này thì comment cho em nhá. Là mã 13 kèm màu kèm số điện thoại nha mọi người nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ.
chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chẳng phải bao nhiêu. Lên lên đi để mà cháu. Mặt chẳng khó cho mình đến lên. Ờ, tại là em mới like cho nên là cũng rất là ít người vào xem. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Gái như em đang mặc là mã 13 nha mọi người nha. Chia sẻ nhiều quá mà đến nỗi tôi chặn luôn. Mã 13. Gái như em đang mặc mã 13 mọi người nha. Mã 13 ạ. Đây ạ. Dưới 56 cân mặc vừa nha. Mã 13. Để em sang mẫu khác nhé. Mọi người cứ chia sẻ đi ạ. Ai thích mẫu gì thì comment cho em là mã nha. Kèm màu kèm số điện thoại nha mọi người nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhé. Em sẽ sang một mẫu khác. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em có bảo mọi người mà em vẫn đang chơi mini game mà. Mọi người chia sẻ cái nào đủ 20 người vào xem em sẽ tặng váy. Em sẽ bán váy với giá 19k. Em sẽ bán váy với 19k nhá. À, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ cái nào sẽ tặng váy. Em sẽ bán váy với giá 19k. Thằng kia dùng cái từ lắp chuyện đến kinh. Ờ, lắp chuyện mà. Nhiệt tình lên nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Em sang một mẫu váy kẻ sọc này nhá. Em sẽ sang một mẫu váy này nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá, em lên mẫu khác nhá. Em lên một mẫu này nhá. Mẫu này cực đẹp luôn. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Có việc gì đâu, anh chuyển chỗ khác rồi. Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Đây nhá, em lên một mẫu khác này. Đây là mẫu váy kẻ sọc nhá. Ai mà cao cao một tí thì mặc đẹp mọi người ạ. Ai cao cao một tí thì mặc đẹp nhá. Đây ạ, xẻ hai bên nhá. Ở dưới là trần ren nhá mọi người nhá. Ở dưới trần ren nhá. Váy này dưới 57 cân mặc thoải mái nhá. 57 cân mặc thoải mái ạ. Đây ạ. Váy dưới 57 cân mặc thoải mái nhá mọi người nhá.
mọi người chia sẻ nhiệt tình giúp em đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình đi ạ, ai có trong chợ hội nhóm thì chia sẻ đi nhá, với like khi nào đủ 20 người vào xem em sẽ tặng váy, em sẽ bán váy với giá 19k nhá, khi nào đủ 20 người vào xem em sẽ bán váy với giá 19k nhá, cho ai may mắn nha mọi người nhá. Váy như em đang mặc này, ai lấy váy như em đang mặc thì comment cho em là mã 14 nhá, mã 14. Váy này là dưới 57 cân mặc vừa nhá các chị nhá, dưới 57 cân mặc vừa nhá. Ai cao cao một tí thì mặc rất là đẹp ạ. Ai cao một tí mặc rất là đẹp, nếu lên tầm này là mặc đẹp lắm người nhá. Dưới 56, dưới 57 cân mặc vừa nhá các chị nhá. Ai lấy mã này thì comment cho em là mã 14, mã 14 nhá. Váy này em đang bán với giá 79k nhá các chị nhá. Váy này em đang bán với giá 79k. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chơi em là chỉ cao có 1m55 thôi. Váy này 79k nhá mọi người nhá. Váy này 79k. Dương Thị An ơi, váy này 79k nhá bạn nhá. Váy này 79k nhá. Váy này kể cả các bạn cao trên 1m6, cao thì như thế này, 1m65 đều mặc được nha mọi người nhá. Váy này càng cao thì mặc càng đẹp. Váy này trên 1m65 là mặc cũng đẹp nha mọi người nhá. Dương Thị An ơi, bạn lấy váy này thì comment cho em mình là mã 14 nhá. Mã 14 dưới 56, 57 cân mặc thoải mái nhá. Mã này là mã 14 nhá. Mình là cao 1m55, nặng cũng 42 cân thôi mọi người. Váy này đang bán với giá 79k nhé. Hàng này là hàng tốt, bán 2,5 triệu. Bây giờ mình đang sale với giá 79k nhé. Đang bán với giá 79k. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Khi nào đủ 20 người xem em sẽ bán váy với giá 19k cho mọi người nhé. Khi nào 20 người xem em bán váy với giá 19k nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em nhắc lại để em qua mẫu nhá. Váy này là dưới 56, 57 cân mặc vừa nhá. Dưới 57 cân mặc vừa. Mã ai lấy váy này thì comment cho em là mã 14 kèm số điện thoại nhá. Mã 14 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Em sẽ sang một mẫu khác nhá. Là mọi người cứ chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mã này là mã 14 nhá. Mã 14. Mã 14 nhá. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 14 kèm màu kèm số điện thoại này. Mã 14. 57 cân mặc vừa nhá. Chị Liên thân mà rất là thoải mái. Chất cốt tông 100% luôn. Co giãn rất là thoải mái luôn nhá. Xin nhớ ạ. Em kéo ra như này. Rất là thoải mái nha. Váy này chị làm mà màu vẫn có thể bon chen được nha. Màu mình vẫn có thể bon chen được nha. Đây nhá. Chị có nhìn thấy không ạ? Hai bên mình xẻ này thì rất là thoải mái nha. Màu vẫn có thể bon chen được nha. Trắng váy này rất là thoải mái luôn. Em sang năm chục nghìn. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ừ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên. Không có đâu, không có 50.000 đâu. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu khác nhé. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu khác. Dương Thị An ơi, bạn lấy váy này đi. Chắc rất là mát luôn.
chia sẻ nhiệt tình lên nhá, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu váy. Vợ của lông còi. Tại là mới bán ấy, cho nên là cái lượng tương tác mà vẫn đang còn ít ấy. Đây, mọi người cứ chia sẻ nhiều nhiều người, ngày nào mọi người cũng chia sẻ giúp em thì là sẽ đông người vào xem nhá. Cảm ơn vợ của Năm Còi nhá. Cảm ơn vợ của Năm Còi đã chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em sẽ lên một mẫu váy này cực rẻ luôn nhá. Đây, ai lấy váy như em đang mặc này, comment cho em là mã 14 79k người nhá, mã 14 79k nhá, dưới 57 cân mặc vừa nhá. Em sẽ sang một mẫu váy khác nhá. Đau hết cả họng. Lúc chiều thấy gọi bảo Cường đi làm không, bảo xuống bến xe Giáp Bát đón. Gọi số kia thuê bao. Xuống Giáp Bát mà không có xe. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Lên nhá, em cứ lên một mẫu váy khác là mọi người này. Mẫu váy này dưới 57 cân nhá, dưới 57 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. Dưới 57 cân mặc vừa nhá, mẫu váy này dưới 57 cân mặc vừa này. Đấy nhá mọi người nhìn thấy không ạ? Bên trong nhá, nó là một lớp vải kẻ này. Bên ngoài là một lớp vải nới nhá mọi người nhá. Đấy nhá, mọi người thấy chưa ạ? Tức là bánh bèo đúng không ạ? Đẹp đúng không ạ? Váy này dưới 57 cân mặc vừa nhé mọi người nhé. Dưới 57 cân mặc vừa nhé. Ai lấy mẫu váy này comment cho em là mã 15. Ai lấy mẫu váy này comment cho em là mã 15. Váy này em bán cho mọi người với giá 49k nha mọi người nhá. Mã 15 49k. Mã 15 49k cho những ai đã chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Ai lấy váy này thì comment cho em là mã 15 nhá. Mã 15 có 2 màu. Là màu kẻ đen và màu kẻ đỏ nhá. Là màu kẻ đen và màu kẻ đỏ mọi người nhá. Chia sẻ.
Rồi chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ, chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Bỏ vào trong nhà tắm với trong người tắm tóc đấy. Ở trên tóc đấy đấy. Rồi chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Váy này em đang bán với giá là 49k nhé mọi người nhá. Váy này em đang bán với giá 49k nhá. Cái gì? Đó. Ăn cái gì? Ăn vải đi. Lạ quá thật. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Vỡ cổ lên một cái. Chỉ có 42 cân thôi. Em bao nhiêu cân? Em bao nhiêu cân mà là không mặc được? Em bao nhiêu cân mà là vợ của năm còi? Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Em đang bán cái váy này với giá 49k cho những ai đang chia sẻ nhé mọi người nhé. Bạn kém quá. Mạng kém quá. Ôi mọi người, em sẽ lên lại nhá. Em lên sau nhá, bây giờ mạng rất là kém, như là mạng kém đúng không ạ? Mọi người có nhìn thấy gì không ạ? Có phải là mạng kém không ạ? Xin chào mọi người nhá. Man lên nhá. Ừ, chả có người xem nên chán lắm. Em đi ăn ở đây đói quá rồi. Chào mọi người nhá. Em lên nhá. Chào vợ của Lâm Còi nhá. Chào vợ của Lâm Còi.